nắng vươn lên gót chân em trên những con đường tán cây rì rào gọi gió hát hoàng hôn nhường tím trái tim anh từ những ô cửa sổ biết cười gió xuân sao cùng tiếng hát em hoa vắng nhẹ nhàng lướt theo nhịp đàn lòng ta reo vang. Chị thấy cái dự án này nó rất là đẹp, là một, với điều thứ hai nữa là nó thoáng, nó mát. Nói chung mình ở đây là thích hợp mà rất là vui và rất là tự tin, coi như là sống rất là thoải mái. Mà cũng rất là ấm cúng lắm, nó không khí nó trong lành, nó hồn nhiên. Dự án này chị cảm thấy rất là ấn tượng vì cái thiết kế này của mình đó, nó mang phong cách của Pháp, rồi chị thấy giống như là nó nửa hiện đại nửa cổ điển nữa, rất là lạ. Khi em tham quan sớm giờ thì thấy ở đây khá là phù hợp với gia đình của anh. View nó đẹp, không gian cây xanh cũng rất là nhiều. Bản thân gia đình anh thì thích sông nước, và khi dự án này ôm theo một con sông như thế này thì rất là lãng mạn, rất là lý tưởng. Ước mơ đẹp tươi, Swan Bay là mây gió. Em đêm cuộc sống giữa muôn ngàn hoa, Swan Bay là mây gió, cả nhà ta cùng hòa vang khúc ca. Chị cảm thấy rất là thích triển lãm, thì chị nãy chị có xem tranh nè, chị có qua cái khu làm gốm nữa, cũng có thử làm một cái bình thấy gì. Anh đến đây thì em thấy khi mà khách tham quan đến, nó tạo ra cho mình một cái môi trường nó mang hơi phong cách cổ điển của châu Âu. Những cái bức tranh vẽ nè, giống như làm gốm thì thấy rất là hay, cho mình tiếp xúc với những cái ngành nghề mà trước giờ mình nghĩ là mình không có tiếp xúc được. Cầm tay nhau cùng xây đất nước mơ đẹp tươi, Swan Bay là mây gió, êm đềm cuộc sống giữa muôn người.